vào trường, đi vào đi về nhá. Vâng ạ. Con chào bà. Con chào con. À, của tớ mà. Trả lại cho tớ. Cái gì tớ nhận được đều là của tớ hết. Đây là bài kiểm tra vẽ của tớ mà. Bây giờ tớ mới biết thân tượng của cậu đã báo quét rác đấy. Đây là bà ngoại tớ. Eo ơi khiếp, bà làm sao lúc nào cũng hôi hám bẩn thỉu. Cậu không được nói xấu bà tớ như thế. Cậu về quét rác với bà cậu đi. Bây giờ thì tranh này, tranh này, tranh này. Cậu không được xé tranh của tớ. Loại người như cậu ơi, đừng có nằm mơ. Hãy chơi không ta. Linh Thu, không sao không? Sao hai đứa đánh nhau ở cổng trường này? Lên ngay phòng hội đồng gặp cô. Đi. Tất cả tại cậu ở đây. Cậu gây sự với mình trước mà. Tất cả tại cậu. Lỗi này tại cậu. Nào, đã vào đến phòng hội đồng rồi vẫn cãi nhau được à? Cô ơi, bạn Linh ấy, bạn ấy đẩy em. Linh, em đẩy bạn à? Tại bạn muốn bảo em và bà là đồ quét rác khôi hám bẩn thỉu, bạn còn xé bài kiểm tra vẽ của em nữa ạ. Moon, em có nói vậy không? Em thưa cô, tại em tưởng đấy là tờ giấy vụn vứt đi nên em mới xé thôi ạ. Với cả bạn này đẩy em nên em đẩy lại bạn này thôi mà. Cậu nói dối. Ai thì gọi đến tớ ở đây? Nào nào, chứ tụ. Trong chuyện này lỗi sai là của cả hai em. Hai em về nhà viết bản kiểm điểm, xin chữ ký của bố mẹ, mai đuổi cho cô. Ô cô, rõ ràng là bà đến đẩy em cơ mà. Em có sai gì đâu. Cô em, cô bắt em viết bản kiểm điểm làm gì? Em xé bài kiểm tra của bạn là em không sai à Moon? Em không sai. Em đừng có bướng. Nếu em vẫn còn chưa nhận ra lỗi sai của mình ý, thì ra kia đứng. Cô dám phạt em ấy, mẹ đuổi việc cô. Cô và cả bạn này phải ra khỏi cái trường này. Em không được hốt như thế. Mẹ em làm to, mẹ em quay nhựa trường này. Cô thích kệ thì cô đồng với em xem. Được rồi, lát cô sẽ gọi ngay cho mẹ em. Còn bây giờ em ta cứ đứng. Cô thích khi thì... nào nhận ra lỗi sai thì về đây ngồi. Cô thích thì cô cứ gọi đi, xem ai sợ ai. Đứng dậy. Có chuyện gì? Mẹ con là chủ tịch tập đoàn lớn, đến cả hiệu trưởng trường này còn phải sợ. Sao lại con lại bị úp mặt vào tường chứ? Xin lỗi, chị là... Tôi là thư ký thân cận của mẹ bé Moon. Hôm nay cô ấy bận việc nên tôi đến đón cháu thay cô ấy. Mời chị ngồi. Không cần thiết đâu. Tôi muốn hỏi là có chuyện gì ạ? Bạn này thì đánh con, còn cô thì phạt con. Đánh con? Có thật không cô? Hai bé có thể đã xô xát, nhưng mà hầu như lỗi lớn là thuộc về em Moon. Thế con có nói những điều mà cô đã dặn con không? Con đã bảo mẹ con làm to, nhưng cô ấy vẫn phạt con cô. Thì ra toàn là những người không biết điều mà. Cô nên về nhà bảo lại với mẹ Moon là dạy lại con đi. Bé Moon dặn đến rất là hỗn và lại hành với các bạn. Ngày hôm nay Moon đã đánh bạn Linh và còn xé bài của bạn Linh nữa. Tất cả những lỗi này tôi có thể cho Moon nghỉ học một ngày. Đình chỉ thì nghỉ. Cô tưởng bọn tôi sợ chắc? Vậy thì mời chị đưa cháu về cho. Moon, Linh, về nhà viết hạt kiểm điểm, nghe mentor lại cho cô. Này, cô cẩn thận quyết định của mình đấy. Mời chị về cho. Có danh chưa? Liệu hồn nhá. Không á, có ngày mình đuổi học không biết đâu. Không cần đuổi tôi cũng đi. Moon, cô cháu mình về nhá. Để cô về, cô sẽ bảo với mẹ con, nói với hiệu trưởng trường này, đuổi được cô ta đi. Vâng ạ. Biết điều.
ngày hôm nay chị có việc bận một chút ấy. Em có thể giúp chị đi lấy xe rồi đón bé Moon được không? Được chứ ạ. Việc này em cũng làm quen rồi mà. Vậy em xin phép chị nhé. Bình thường mình cũng chỉ để cho thư ký Mi đi đón Moon đi học về thôi mà nhở. Mà thư ký Mi cũng là một người tốt. Tại sao cô giáo lại nói như thế nhở? Hay là ngày hôm nay mình sẽ đi làm về sớm để coi xem sao. Bây giờ cô cháu mình ra bãi đỗ xe để lấy xe đi về nhá. Vâng ạ. Ừ. Sao thế con? Nhưng mà cô ơi. Hả? Bà cháu quét rác kìa. À, thế thì tiền thể cô sẽ cho bà cháu nhà này một bài học luôn. Vâng. Ừ. Thôi để đấy bà làm cho. Thôi, bà đã vất vả lắm rồi, để con giúp bà. Đứng đây cho nó mắt. Này, quay ra kìa. Cô có chuyện gì đấy à? Cậu tới đây làm gì? Tới đây để xem công việc hàng ngày sau khi ta học là gì. Đúng à? Ai đây hả cháu? Đây là bạn cùng lớp của cháu ạ. Thế bạn cùng lớp các cháu về nhà chơi đi, ở đây ô nhiễm môi trường lắm. Ai là bạn của nó? Nó chỉ xứng đáng là người hầu của cháu thôi. Ô, sao cháu lại nói bạn như thế? Bạn nó mà cháu bị cô giáo phạt đấy. Không phải đâu bà ơi, tại mà bắt nạt cháu trước. Cái gì? Mày bảo ai bắt nạt mày đấy? Cô ơi, tôi xin cô đấy ạ, tôi xin cô. Gớm, cháu của bà lì như gì ấy, đã sai rồi còn cứ ngậm mồm không chịu xin lỗi cơ. Chẳng hiểu sao cái đồ quất rác được là lớp trưởng cũng còn đáng hết. Đúng sai đâu bà ơi. Đấy, bà thấy cháu của bà chưa? Mới tí tuổi đã hư hỏng như thế này rồi. Này, cháu bà không chịu xin lỗi thì bà phải cúi xuống mà xin lỗi đi. Cô thầy tha cho bà cháu trước đi. Quét rác hồi hám đụng vào người làm gì? Bà ơi, bà có sao không ạ? Cô làm cái gì trước mặt con gái tôi vậy hả? Tôi tin tưởng cô, giao con cho cô. Vậy mà cô lại dạy hư nó như thế này à? Sao chị lại ở đây ạ? Tôi không ở đây thì còn không biết cô nhồi nhét gì vào đầu con tôi nữa. Này, đã thế tôi nói cho chị biết luôn nhá. Tôi không dạy hư nó thì cái xã hội này cũng sẽ dạy hư nó thôi. Được. Có một người mẹ vô tâm, suốt ngày chỉ biết quẳng mớ tiền để cho người khác chăm sóc con ấy. Đáng trách không kém đâu. Cô im mồm. Tôi nói gì sai à? Từ ngày mai trở đi cô không cần phải tới công ty nữa. Đổ nhân cách thối nát cho cô thì xã hội cũng không công nhận đâu. Tôi nói gì? Nên cô nghĩ tôi nói gì sai chắc? Cô coi chừng đấy. Con biết những điều cô ấy nói là sai, mà tại sao con vẫn làm theo? Con có biết như thế là hư lắm không hả? Con xin lỗi mẹ. Cô giáo mà không gọi điện là mẹ không thể biết được điều ấy đâu đấy. Người con cần xin lỗi là hai bà cháu đây này. Con xin lỗi bà, tớ xin lỗi cậu nhá. Cháu biết lỗi và nhận lỗi như thế là tốt rồi. Bạn bè chơi với nhau thì phải bảo ban nhau cho nó tốt và học tập cho nó tốt nhá con nhá. Cô ơi, cô có phải 5 năm trước cô đã từng cứu một bé gái khỏi bọn bắt cóc ở trường tiểu học Ban Mai không ạ? Đúng rồi, sao cháu lại biết? Ôi, gặp được cô thật là tốt quá. Người mà cô cứu chính là con gái cháu đấy ạ. Ôi, là con bé này đấy hả? Dạ vâng ạ. Cháu cũng đã tìm đến nhà cô nhiều lần, mong có thể gặp cô để có thể đền đáp ân nhân. Thế nhưng mà cô chuyển nhà làm cháu mãi không gặp được. Chà, con có biết hay không? Chính bà là người cứu con đấy. Nếu mà bà không cứu con thì năm ấy con đã bị bọn bắt cóc bán đi rồi. Thế mà xin chút nữa con lại... Sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Cháu xin lỗi cô, là bởi vì cháu dạy con không tốt, để cho nó khinh người, coi trời bằng vung. Đã thế lại còn hại cả ân nhân mình như thế này. Thôi,
Cháu nó cũng biết lỗi và cũng đã xin lỗi rồi. Tất cả mọi chuyện thì cũng không sao. Cô ơi, vậy thì từ bây giờ gia đình mình có việc gì thì cô có thể cho cháu giúp đỡ được không ạ? Coi như là có đi có lại cô nhá. Cháu tốt quá. Linh ơi, bức tranh hôm nọ cậu vẽ bà về nhà tớ sẽ dán lại cho cậu nhá. Ừ, cảm ơn. Cháu ngoan nhá. Quá. Bà ơi bà, bà thấy đo chỗ nào hả bà? Bà mỏi hết chỗ này này, con bóp chỗ này cho bà nhá. Dạ vâng ạ. Này ạ. Được chưa bà? À bà ơi bà, hôm nay con có tin cực kỳ vui luôn. Tin gì thế? Đấy là một tin rất là đặc biệt. Bà muốn xem không? Có. À đây là một tin cực vui luôn bà ạ. Bức tranh này ấy, ở lớp con được cô giáo khen là vẽ đẹp đấy bà. Đẹp quá. Cháu của bà giỏi thế. Vẽ đẹp như họa sĩ luôn. Bà ơi bà, đây là bà tóc trắng và mặc áo màu xanh. Còn con đây, cái cô bé này là con này bà. Con đang được bà búi tóc cho đấy. Giỏi quá. Cháu của bà giỏi quá. Diệp ơi, ra đây tao bảo. Con ra xem anh bảo gì. Không, con ngồi đây với bà cơ. Thôi, con ra xem anh bảo cái gì nhá. Không, tí bà ra với con. Vâng ạ. Đi con. Con, để lát nữa hai bà cháu mình vẽ lại bức tranh khác đẹp hơn nhá. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Có chuyện gì mà ồn ào thế, muốn nghỉ ngơi một tí mà cũng mẹ, khó. Mẹ, mẹ đi này. Ô, chết rồi, sao lại bẩn hết như này hả con? Tại con kia ấy, nó vẽ lên áo của con. Ơ kìa, hai bà cháu như này, sao lại đối xử với con trai tôi như thế hả? Tôi xin lỗi cô, tại hai đứa nó nghịch quá, tôi thì lại không kịp ngăn lại. Đâu, tại bạn đấy làm hỏng tranh của cháu chút chứ. Thật là hết nói với hai bà cháu như này rồi. Tôi nói cho bà biết, bà ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi thì bà phải biết ý biết tứ. Chứ không phải là bà muốn làm gì thì làm như là ở nhà quê nhà bà đâu. Mà tao nói cho con bé kia biết nhá, tao không cho phép mày được trả treo với người lớn như thế. Mày biết cái áo của con tao bao nhiêu tiền không hả? Mày có đền được không? Diệp, con xin lỗi bạn Tú đi. Tú, cởi áo ra đây để bà giặt cho con nhá. Chỉ một tí là sạch thôi mà. Giặt sạch á? Bà nghĩ áo của con tôi có 50.000 như cái quần áo đổ đống mà bà hay mua ngoài chợ đấy à? Nể tình nhá, cháu bà còn nhỏ. Tôi không muốn nói nhiều đâu. Vâng ạ. Là bực mình quá đi mà. Cảm ơn cô. Tôi xin phép đưa cháu vào trong nhà. Đúng là nặng nợ. Cho bà làm hết tháng thì cho bà quấn xéo. Bực cả mình. Rồi mẹ xem nào. Ôi bắn hết cả áo rồi. Nó có làm gì con nữa không? Nó chỉ vẽ lên áo con thôi. Nhưng con tức lắm. Tú! Tú ơi! Ra đây mẹ bảo!
lấy tiền của mẹ không? Con không ạ. Mẹ hỏi con một lần nữa, con có lấy tiền của mẹ không? Con không lấy ạ. Thì quay lại tiền đi đâu nhở? Dạo này cứ hụt mất một khoản mà không biết là ở đâu. À mẹ em ạ, có khi có người nào lấy trộm đấy mẹ ạ. Lấy trộm á? Sao lại trong nhà mình lại có người lấy trộm hả con? Hay con nghi ngờ ai? Nói mẹ nghe xem nào. Hôm trước đi, con nhìn thấy nó cứ thật đó trước cửa phòng mẹ ý. Sáng nay nhá, con còn nhìn thấy nó mua hộp bút màu mới cơ. Có khi nó lấy tiền của mẹ nó mua đấy mẹ ạ. Dạ, con chào cô, con mới về ạ. Đứng lại. Dạ. Đi đây, tao nói chuyện với mày đây. Dạ cô ạ, cháu có việc gì ạ? Mày lấy trộm tiền của tao đúng không? Tiền gì ạ? Cháu không lấy tiền của cô. Cháu có biết tiền nào đâu. Cháu không biết ạ. Mày không biết và không lấy thì làm sao mà phải lắp bắp như thế hả? Dạ cháu. Mày đưa đây, tao xem nào. Cặp sách cháu. Cháu không lấy tiền của cô giả cặp sách cho cháu. À, đây, mày nhìn này, chuyện tranh này, hộp bút màu mới này, nó làm gì có tiền mà nó mua những thứ này? Chắc chắn nó lấy tiền của mày nó mua đấy. Cháu không lấy mà. Tiền đấy là cháu tự để ra mua mà cô. Cháu. Ôi trời ơi là rồi. Đúng là tôi nuôi ong tay áo mà. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tại sao lại có cái đứa hư đốn như thế này không biết hả? Cháu. Mày nói cho tao biết, mày lấy trộm tiền của tao bao nhiêu lần rồi hả? Có chuyện gì thế này? Sao mọi thứ lại đổ hết lên trên bàn thế? Bà nhìn cháu bà đi. Nó lấy trộm tiền của tôi, nó mua những thứ này thế này. Bà ơi, bà không phải đâu bà ơi. Tiền ăn sáng cháu nhịn để cháu mua hộp màu. Còn chuyện tranh thì cháu mượn một bạn ở lớp. Cháu không ăn cắp cái gì của cô mà cô. Ôi trời đất ơi. Tôi không hiểu là tôi tạo cái nghiệp gì mà tôi rước hai bà cháu nhà ăn cắp vào đây. Bà cháu tôi không phải là người như thế đâu. Từ trước đến giờ bà cháu tôi chưa ăn cắp ăn trộm cái gì của ai bao giờ cả. Cô đừng có xúc phạm người khác. Cô nói cháu tôi ăn trộm tiền của cô, vậy cô có bằng chứng gì không? Bằng chứng á? Trước đến nay nhà tôi chưa mất một cái gì bao giờ. Từ ngày hai bà cháu bà về đây tôi mất tiền liên tục. Không phải nó lấy thì ai lấy hả? Cô là người có ăn có học mà cô hành xử không bằng một bà già nhà quê như tôi. Cô vu khống người khác như thế mà cô không thấy lương tâm của cô bị áy náy à? Thôi, tôi không nhiều lời với bà nữa. Mời hai bà cháu cuốn xéo ra khỏi nhà tôi. Còn ý, bà vẫn còn ở đây nhiều lời. Tôi gọi cảnh sát đến gô cổ hai bà cháu đi đấy. Tôi làm việc cho cô cũng quá mệt mỏi rồi. Không cần cô phải đuổi. Bà cháu tôi tự đi. Đi con. Mày đùa tao à? Sao chỉ có từng đấy? Tao bảo mày không đưa đủ 5 lít thì mày liệu hồn rồi cơ mà. Anh ơi, dạo này mẹ em để ý lắm. Nếu mẹ em biết thì chắc em sẽ bị phạt mất. Đấy là việc của mày, không phải việc của tao. Bây giờ mày tính như thế nào à? Anh ơi, anh tha cho em nốt lần này thôi. Em hứa mai em sẽ trả. Mai? Mày hứa nhiều rồi nhé.
Mày hứa nhiều rồi. Không đủ tiền à? Cứ luật cũ mà làm nhá. Yêu tao. Anh ơi, anh ra cho em. Anh ơi, anh ra cho em à. Bà. Sao bà hơi đau thải thế này? Cái gì phải từ từ chứ con sao? Bà ơi, cứu ai? Cứu anh Tú. Anh Tú làm sao? Anh đổ bị. Ở đâu nói cho bà nghe. Anh Tú ở đằng kia. Bà ơi, bà kia kìa, bà ơi kia. Vâng ạ. Mày thế nhở? Thế nó mày lì lắm luôn ý. Bây giờ mày còn không đưa tiền à? Bây giờ mày muốn như thế nào? Bỏ thằng bé ra. Bà già này, đây là việc của bà đấy. Hả? Cậu không biết xấu hổ à? Lớn xác như thế này, không lo làm lo ăn đi. Đi bắt nạt trẻ con. Kệ tôi, đấy không là việc của bà nhá. Bây giờ bà muốn như thế nào? Chán sống rồi à? Thế cậu muốn gì? Cậu định đánh tôi chắc? Này, tôi nói cho cậu biết nhá. Tôi báo công an rồi đấy. Báo công an á? Cậu sợ? Báo đi. Tôi báo rồi đấy. Báo tin tôi cho bà một trận không? Hả? Bà muốn không? Bà ơi, công an đến rồi bà. Công an đến rồi. Công an đến rồi à? Vâng ạ, công an đến rồi. Bà báo công an thật à? Bà bị điên rồi. Bà ơi, bà vừa lấy con đấy đưa tính vào trường đấy cũng tí. Ủa thế à? Anh ấy đưa đàn bà là gì có công an đâu. Đi về nhá. Ừ, con có sao không? Ôi, đau như thế này à? Để bà đưa con về nhà nhá. Vâng. Con lấy cặp cho anh đi. Đi, mình đi về nhá. Mẹ ơi. Ôi, trời ơi. Mẹ. Ôi, Tú ơi, sao mặt mũi con lại bầm tím hết như thế này? Ai đánh con ra nông nỗi này hả? Cháu nó bị thằng côn đồ lưu manh đánh nên mới như thế. May mà có Diệp kịp phát hiện. Chứ nếu không thì... Ôi trời ơi, con. Bác ơi, cháu cảm ơn bác. Không có bác thì không biết là con trai cháu còn đến nông nỗi nào nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi. Số tiền đó là do con lấy, mà tự nhiên con lại đổ lỗi cho bạn Diệp nữa. Bác ơi, cháu xin lỗi. Bởi vì đã có những lúc cháu nóng tính quá nên cháu đã hiểu lầm bác rồi ạ. Diệp, cô xin lỗi con nhé. Cô là người lớn mà cô cũng không hiểu chuyện nữa. Con đồng ý tha lỗi cho cô nhé. Thôi, chuyện qua lâu rồi. Bà cháu tôi cũng không để bụng nữa đâu. Xin phép cô, bà cháu tôi về. Ok bác. Bác ơi, nếu mà bác đã tha lỗi cho cháu rồi thì liệu bác có thể ở nhà cháu được không ạ? Thôi, công việc của tôi bây giờ cũng tạm ổn. Bà cháu tôi sống với nhau như vậy là đang rất là vui vẻ. Mình đi về cháu nhé. Vâng ạ, cháu chào cô ạ. Chào cô. Đi về. Bà ơi bà, hôm nay bà cho con thức ăn nhé. Về đến nhà. Thoải mái thật đấy. Tất cả vẫn vậy. Chỉ là thứ mất chị rồi. Chị ơi, đi về thôi. Ôi, cún con của dì, dì nhớ con quá. Nhưng mà dì ơi, dì đi đâu mà lâu thế ạ? Cho dì xin lỗi nhá. Tại vì dì phải đi du học mất mấy năm. Nhưng mà lần này là dì về đây ở hẳn đấy. Yeah. Nhưng mà dì ơi, những lúc dì đi á, bố chẳng chơi với con đâu. Thế á? Bố toàn đi công tác ấy.
chán mối ấy nhở. Nhưng mà may mà con đã có cô Hồng Anh rồi đấy. Cái gì? Cô Hồng Anh nào? Đây là cô Hồng Anh gì ạ? Bố đưa cô Hồng Anh về đây ạ. Cô Hồng Anh ấy có lúc nào cũng thương con như mẹ luôn đấy. Gì? Diệp, con lại đây con. Bây giờ cún con vừa dì lên phòng để thay đồ nhá. Dì có chuyện muốn nói với cô Hồng Anh. Đồng ý không? Vâng ạ. Cô là ai? Giúp việc mới ạ? Không phải giúp việc. Thế cô vào nhà tôi làm gì? Thật sự không phải là giúp việc. Chẳng nhẽ cô là bồ của anh rể tôi à? Cô làm trò gì đấy? Bị công. Ngu của lão này cũng mặn phết nhở. Tự nhiên các người công về nhà làm gì cũng biết nữa. Thôi, đau đầu quá. Lão Hùng này không ngờ lại khốn nạn như thế. Phủ chức hiền lành bao nhiêu, thế mà chị mất chưa được bao lâu đã dẫm giúp bồ về hú ý như thế này rồi đấy. Cô chạy. Chết tiệt, sao lại không nghe máy chứ? Đuổi cô đi á? Này, tôi nói cho cô biết, người đi khỏi căn nhà này là cô đấy. Nhìn cô như thế này, chắc là bám vào anh cô để vòi tiền chứ gì. Tôi nói này, anh ta chẳng có cốc khô gì đâu. Căn nhà này và công ty anh ta đang làm ấy là của gia đình tôi. Bây giờ tôi đã về đây rồi, thì cô được học và đào mò cái gì hết. Đi, cô đi ra khỏi đây. Đừng đuổi cô Hồng Anh đi mà. Diệp, cô ta là người xấu, con không được nghe lời cô ta nhé. Nhưng mà đậu bố qua thì bụng. Nào. Thôi được rồi, thế dì sẽ đợi bố con về, rồi dì xử lý vụ này nhé. Đợi bố về nhá. Thôi, dì lên phòng đây. Vâng ạ. Chả hiểu bỏ bố mê thuốc lú gì mà con bé nghe lời răm rắp như thế chứ. Cô ơi, cô có đau không ạ? Sao dám trộm đồ của tôi? Cô còn cãi à? Chứng cứ rành rành ra đây. Đây là lọ sâm tối nước của tôi cơ mà. Cô bảo là của cô á? Này, cái dạng như cô ấy đừng có học đòi sử dụng một cái thứ cao sang này nhá. Vào bếp dọn dẹp đi. Đi. Dám cả gan vào phòng mình lấy chứ. Con bạn của mình đúng là tâm lý thật. Vừa về Việt Nam đã tặng ngay mình lọ sâm tố nữ này. Nghe bảo dùng tốt cực,
xem nào. Viên uống đẹp da sâm tố nữ với chiết xuất từ 100% thảo dược tự nhiên được các nhà nghiên cứu và kiểm định hoàn toàn an toàn, có tác dụng cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ, hỗ trợ giảm lão hóa da, giảm nám da, sạm da và giúp da sáng mịn. Đúng là tốt thật đấy. Thôi chứ, hình như hộp sâm này đúng là của cô ta. Quan tâm nhau quá cơ, hẳn là mua sâm cho nhau uống. Em nhớ uống sâm mỗi ngày nhé. Hết cả da gà. Cô kia, đi ra đây. Nhanh. Hộp sâm này, tôi tịch thu. Con đi chơi nhá. Vâng, chính là dì ơi, dì đến nhà cô Hồng Anh đi chơi cùng nhá. Cún, ở đây là dì. Nhanh. Nào, ngoan. Cô Hồng Anh ấy, cô ấy còn phải ở nhà nấu cơm này, dọn dẹp nữa, bận nhiều việc lắm, không có thời gian đâu. Để dì đưa con đi chơi thôi nhá. Vâng ạ. Cười đi nào. Thôi đi. Mấy ngày ở nhà rảnh thì em cất tạm giúp anh quần áo, váy vóc và sách vở của vợ anh vào thùng giấy nhé. Không để lâu, anh sợ mối mọt ăn hết. Đi công tác về, anh sẽ mua một cái hộp thật đẹp để cất chúng vào. Đấy cũng là những kỷ vật cuối cùng mà vợ anh để lại. Anh không muốn nó bị hỏng. Anh Sơn! Cô làm cái gì đấy? Tôi đã nói với cô một lần rồi là không được đụng đến đồ của chị tôi mà. Tại sao bây giờ cô còn dám cầm hết đồ chị tôi để mang đi vứt á? Cô quá đáng rồi đấy. Tôi không nhịn được cô nữa đâu. Đi, đi ra khỏi cái nhà này. Đi. Tôi bảo cô đi cơ mà. Đi. Đi. Em làm cái gì đấy? Anh về đúng lúc lắm. Anh nhìn đi, cô nhân tình thối thẳng của anh đang mang vứt đồ của chị tôi này. Cô ta tưởng muốn thế chỗ, cô ta định thế chỗ của chị tôi á. Em bình tĩnh đi, nghe giải thích cái này. Bình tĩnh cái gì? Còn anh, tại sao anh có thể khốn nạn được như thế? Hả? Rốt cuộc anh lấy chị tôi chỉ vì tiền đúng không? Thế nên chị ấy mất chưa được bao lâu, anh đã dắt cô ta về nhà để hủy cho chất nạn này. Đây không phải là bồ hay là cái gì của anh cả. Đây chính là cô gái đang mang trái tim của chị em đấy. Anh đùa tôi đấy à? Anh mang phim ngôn tình Hàn Quốc ra để đùa tôi chắc hả? Chẳng có cái phim ngôn tình Hàn Quốc ở đâu My ạ. Hồng Anh chính là người đang mang trái tim của chị gái em. Bởi vì trước khi mất, chị gái em đã ký vào giấy hiến tặng. Có lẽ Hồng Anh bị cầm nên không thể giải thích cho em được đấy. Tim của chị gái tôi. Sau khi được cấy ghép tim, Hồng Anh đã đến nhà mình để cảm ơn. Nhưng khi thấy bé Diệp lại nhớ mẹ quá, cứ giữ Hồng Anh ở bên cạnh, không cho Hồng Anh về. Cũng may cô gái này cũng tốt bụng nên đã quyết định ở lại để chăm sóc cho bé Diệp đấy. Còn số đồ kia, đó là anh nhờ Hồng Anh cất đi. Để sau này đi công tác về, anh sẽ mua một cái hộp mới đẹp hơn, tốt hơn. Anh không muốn kỷ vật của vợ anh đi hỏng. Anh xin lỗi vì đã không có mặt đây sớm hơn để giải thích mọi chuyện cho em biết. Chị... Em xin lỗi.
việc đang diễn ra như thế này. Mà từ hồi uống nó, sức khỏe của em cũng cải thiện hơn đấy. Này. À, gì không anh? Hai chị em đang nói xấu anh đấy à? Vâng, anh có cái gì mà phải nói xấu. Mà anh chăm sóc chị Hồng Anh khéo phết, biết mua cả sâm tố nữ cho chị ấy uống cơ đấy. Tất nhiên, anh còn mới mua thêm một lọ sâm tăng lực nữa này. Wow. Sâm tăng lực? Anh cần làm gì mà phải uống tăng lực? Xem nào. Sâm tăng lực phúc lộc thọ, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức đề kháng, nâng cao sức khỏe, giúp ăn ngon ngủ tốt, bổ sung các dưỡng chất cũng như là điện giải cho cơ thể. Dài dòng quá đấy, dài này. Anh chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình để có thể kiếm tiền nuôi cho cả gia đình thì thôi. Mà anh chị đẹp đôi thật đấy. Bé Diệp, ra đây với dì. Dì hỏi cuốn con là gì nhá. Vâng ạ. Con có muốn thêm mẹ để chăm sóc con tốt hơn không? Có. Em gửi bé Diệp cho chị nhá. Chị có thể coi em là em gái không?